Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu
cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa sự cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức
Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cuộc đời của người Kitô hữu là một ơn gọi bước theo Chúa. Xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng ta để chúng ta cũng biết trung thành bước đi theo Chúa và chu toàn sứ mạng mà Chúa đã trao phó. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện xin ơn chữa lành và cầu cho các linh hồn Teresa, Anna và linh hồn Giuse. Anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót,
lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con được hoan hỷ sống trong mùa phục sinh này. Xin Chúa cùng ban ơn giúp chúng con biết ăn ở thế nào để chứng tỏ Đức Kitô đã đổi mới chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài chức sách tông đồ công vụ. Khi chúng tôi đến Roma, Phao-lô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau ba hôm, Ngài mời các đầu mục người Do Thái đến. Khi họ đến, Ngài nói với họ: Thưa anh em, dầu tôi đây không làm điều gì phạm đến dân tộc hay tục lệ tổ tiên, mà tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp trong tay người Roma. Khi đã điều tra, họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết. Nhưng người Do Thái chống lại, nên tôi buộc lòng phải nại đến hoàng đế. Nhưng không phải là tôi có gì kiện cáo dân tôi. Do đó tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện, chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này. Suốt 2 năm, Ngài trú tại ngôi nhà đã thuê, tiếp nhận tất cả những ai đến gặp Ngài. Ngài rao giảng nước Thiên Chúa và dạy dỗ những điều về Chúa Giêsu Kitô một cách giản dị, không có ai ngăn cấm. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, người trên trời xem.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi: Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy? Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: Còn người này thì sao? Chúa Giêsu đáp: Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến con? Phần con cứ theo Thầy. Vì thế có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô nó sẽ không chết, mà người chỉ nói: Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến con? Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thực. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Tổng thống Abraham Lincoln có một sĩ quan trẻ làm thư ký cho mình. Vì sĩ quan này là một người can đảm, gan dạ, và anh cảm thấy không thích hợp với vai trò thư ký của mình. Anh mơ ước trở lại mặt trận và muốn chết cho tổ quốc. Tổng thống Abraham Lincoln đã nói thẳng với người thư ký này: Anh đã muốn chết cho tổ quốc, nhưng anh đã không muốn sống cho tổ quốc của mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trình thuật tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu trao lại quyền chăn dắt đoàn chiên cho Phêrô. Chính trong lúc đó, Phêrô đã tiến cử Gioan, người anh em thân thiết nhất với mình. Trong nhóm 12 tông đồ, Gioan là người gần gũi Chúa Giêsu. Gioan đã đi theo Chúa Giêsu và đã nghiêng đầu mình vào ngực Chúa trong bữa ăn tối. Ông cũng là môn đệ đứng dưới chân thánh giá và được Chúa trối lại người mẹ để ông chăm sóc. Điều đó chứng tỏ Gioan chẳng những là người môn đệ trung thành mà còn là người hiểu biết Chúa Giêsu nhiều nhất và sâu nhất. Khi Chúa nói: Nếu Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Không, điều đó không có nghĩa Gioan sẽ sống mãi, không chết. Nhưng Chúa muốn nói về cuộc sống của Gioan sau đó. Chúa muốn giữ Gioan ở lại lâu hơn các tông đồ khác để Gioan làm chứng. Gioan chết lúc 90 tuổi, Ngài là vị tông đồ duy nhất đã chết vì bệnh già, không trực tiếp chết như một vị tử đạo, nhưng cũng đã bị cho vào vạc dầu sôi. Như vậy, có người dùng cái chết để làm chứng, có người dùng cả cuộc đời sống của mình để làm chứng cho tin mừng. Vâng, mọi người trong chúng ta đều có những ơn gọi khác nhau. Cùng là tông đồ, nhưng mọi người được Chúa gọi làm tông đồ theo cách thức riêng của mình. Không ai giống ai. Phêrô khác Gioan. Điều quan trọng không phải là so sánh địa vị cao thấp, công việc này công việc khác, nhưng là chu toàn bổn phận mà Chúa trao phó cho chúng ta. Trong thực tế cuộc sống, đáng buồn thay, nhiều khi chúng ta lại không nhận ra điều đó, không biết vui với phần mình, không biết tìm hiểu khả năng hoàn cảnh của mình để sống đúng với thánh ý của Thiên Chúa. Từ đó đã xảy ra biết bao nhiêu sự ghen tị, bè phái, tranh chấp,
tranh giành ảnh hưởng rộng hẹp, địa vị thấp cao trong sinh hoạt thường ngày, trong đời sống làm ăn kinh tế và ngay cả trong đời sống tần hiến, trong công cuộc tông đồ của giáo hội nữa. Để rồi thiếu tinh thần tông đồ ngay trong việc tông đồ, để rồi thiếu tinh thần bác ái ngay trong việc bác ái. Thay vì nâng đỡ bổ túc cho nhau thì lại gây ra bao gương mù gương xấu phản lại với tinh thần của Chúa Kitô và trở thành phản chứng nhân. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ở mỗi xã hội, mỗi thời đại, Chúa Giêsu cần có những người chứng khác nhau. Ngài cần đôi tay, bàn chân, môi miệng, trái tim chúng ta để tiếp tục hiện diện và hành động. Và kế hoạch của Chúa cho từng người, dù đó là bạn mình như Gioan, thì Phêrô cũng không hiểu hết được. Nếu Thầy muốn anh ta ở lại cho đến khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Vì thế mỗi người Kitô hữu, chúng ta cần chu toàn bổn phận mà Chúa trao phó cho mỗi người, và khi đó chúng ta xứng đáng trở nên những chứng nhân của Chúa Giêsu phục sinh ở giữa lòng đời ngày hôm nay. Amen. Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên, con dâng lên Ngài hơi trái tim dịu hiền. Chúa ơi, tình Ngài cao như thái dương, Chúa chan bao tình mến thương, con dâng lên anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay trang để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần là đấng đem lại ơn tha tội ngự xuống lòng chúng con, để người chuẩn bị chúng con cử hành lễ tế này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Sau khi sống lại, Người đã hiện ra tỏ tượng với tất cả môn đệ và đã được đem lên trời trước mặt các ông để cho chúng con được thông phần thần tinh của Người. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa trên cả tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiền. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gioan, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn chúng con cầu nguyện hôm nay. Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thấy. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chiều lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ông lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Thank you.
Lạy Chúa, tất cả mọi người được kêu gọi để theo Chúa. Có những bậc sống khác nhau, trong mỗi bậc sống đó lại có từng hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người là mỗi phần. Chúa như đang cầm tay từng phần người mà dắt đi theo Chúa. Chúa đang nói với mỗi người chúng con, phần con hãy cứ theo Thầy. Chúa đang dẫn con đi theo Chúa bằng lối đi Chúa dành riêng cho con. Khi Thánh Phêrô hỏi Chúa về số phận của Thánh Gioan, Chúa đã nói với Thánh Phêrô, việc đó liên quan gì đến con, phần con hãy cứ theo Thầy. Chúa không bảo con đừng quan tâm đến anh chị em quanh con. Khi thấy anh em cần nâng đỡ đức tin, Chúa muốn con chạy tới đóng vai bàn tay của Chúa để nâng đỡ họ. Con sẽ đỡ nâng bằng gương sáng, bằng một lời động viên, bằng một lời nhắc nhở, và nhất là bằng những lời cầu nguyện. Rồi khi con gặp thử thách, con tin Chúa sẽ lại dùng anh chị em quanh con thay mặt Chúa mà ủi an động viên con. Tuy nhiên, Chúa muốn nói với riêng con, phần con hãy cứ theo Thầy. Xin Chúa đừng để con so sánh phần mình với phần người mà chuồn bước chân theo Chúa. Xin cho con vui với phần mình và tin tưởng bước theo Chúa mỗi ngày. Amen. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã đưa chúng con từ giao ước cũ bước vào giao ước mới. Xin đừng để chúng con ra hư hỏng vì tội lỗi, nhưng xin thương cử Chúa Thánh Thần đến biên đổi hồn xác chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Yeah.
Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, đứng lơ đọng trên hiền vinh sáng lang, hằng chưa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy đó Thánh Trai tìm Đức Chúa Giêsu, lạy Trai tìm cực thanh cực tinh đó Thánh Đức Bà Maria, lạy ông Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng trên, lạy ca thánh từ đạo Việt Nam cầu cho chúng con, danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.